Hello Linh nhá. Không về nhanh lôi dưới hết đồng đồng rồi kìa. À hôm nay Phạm Văn Nam này còn đưa lôi con vào trong đấy cơ, không biết vào lại quay cái gì trong đấy rồi. Mấy ngày nữa mình sang là ông nào vào quay là mình đuổi hết. Thu 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 ấy, thu thu phí luôn. Ông nào vào quay hay vào xem hay là vào chụp ảnh quay phim trong đấy là đều phải mất tiền hết. Thu phí đúng rồi, thu phí luôn. Chào bạn Thúy Hằng nhá. Hello Hiếu Nguyễn Mobile nhá, đang ở đúng rồi, anh đang châu Phi rồi. Đúng chính xác. Hiền Phạm nói chuẩn đấy, mất. Hiền Phạm nói chuẩn đấy, mất hết view. Đúng rồi, Quang Linh được một video thì đúng rồi. Cái đấy thì biết rồi. Đúng rồi, Nguyễn Hà Linh cái đấy anh biết rồi. Hôm trước Quang Linh vào có điện cho anh mà. Hello Phil nha, bao giờ Quang Linh về, bao giờ Quang Linh về thì thực tế anh cũng không biết đâu. Vừa nãy bảo rồi mà, khi nào Quang Linh bảo là anh đưa em lên sân bay để em về cái thì lúc đấy mới biết là Quang Linh về. Còn cứ nói thì không biết thế nào được, nói hôm nay mai lại đổi hướng rồi. Loan Ly anh không biết đâu nha. Phải chờ giờ đến cuối tháng. Vụ sau nhân rộng trong farm khác không? Không, mình nếu mà làm mình chỉ làm trong farm của mình thôi, làm trong khu vực farm của mình thôi, bởi vì để năm nay xem cái vụ này xem tình hình cái năng suất với cả cây nó phát triển như thế nào đã. Hello Mimi, anh em đang trên đường lên rồi em ạ. Đúng rồi, Quang Linh phải bao giờ máy bay cất cánh thì mới tin, đúng chính xác. Chào anh Nam Thắng Lê nhé, nằm chờ hàng không làm gì được thì chán nhỉ. Đúng rồi, chán lắm anh ạ. Ở bên này chắc là mảng căn bản số mình nói rơi vào đúng thứ sáu cuối tuần nữa, đâm ra là không làm được. Hello, người xem được thì đánh tầm 15 mẫu là ấm no. Ui, 15 mẫu mà cứ như ở Việt Nam bây giờ thì cũng cứ tính khoảng 30 tấn thóc vậy nhỉ. 15 mẫu hơn 30 tấn. Thế thì nhiều thóc lắm. Bên anh Bảo đang hát sung lắm. Đúng rồi, Anna Vũ mình lấy vợ Quỳnh Phụ. Ở ngay chợ Quỳnh Phụ, chợ Quỳnh Côi ấy. Hello Hiếu Nguyễn Mobile nhá. Ủa chán thế, hỏi cái gì cũng hỏi tự nhiên, hỏi điện thoại hỏng chưa đi em sửa cho. Ông chán thật, máy đang dùng bình thường lại hỏi hỏng chưa. Anh không kịp quay tư liệu đâu, bởi vì lúc anh hạ cánh ở bên sân bay Angola này thì anh có điện về dưới đấy cho mấy anh em. Thì mấy anh em nói là đoàn phóng viên đang ở trong trang trại đang quay về cái ruộng lúa rồi, thế nên là không kịp. Đúng rồi, anh đang ở nhà một mình. Em Bắc Bắc thì đang đi làm ở dưới cửa hàng ngay ngay dưới nhà đấy thôi, còn Khánh thì bận đi công việc rồi. Hello Mai Thanh nhá, đúng rồi không quên điện thoại là ok. Năm ngoái 28 Tết rồi vợ chồng mình còn mất cái điện thoại. Hello Cường coi nha, anh Nghệ An hay Hà Nội, anh không không ở hai chỗ đấy, anh ở Bắc Giang. Đúng rồi Dũng ơi, thực tế thì con người ai cũng thay đổi theo thời gian mà, 1 2 năm không gặp là nhìn nó đã khác hẳn rồi, ai thì cũng sẽ thay đổi thôi. Cứ giữ mãi một cái form, một cái hình dáng như thế nào được. Mình như kiểu 2 năm trước thì mình khác, 2 năm nay mình lại khác hơn một tí, mấy năm sau mình lại còn khác hơn tí nữa.
Đúng rồi, Cường coi ai khủng quê nha. Cháu tưởng chú ở Thái Bình á. Hello, hết mụn thì đổi tên nhá. Ui giời, thế thì mai hết luôn đi, để đổi tên đi gái, xem đọc cái tên chán quá. Thôi 3m74 thì em liệu hồn đấy nhá. Bữa nào rảnh qua chợ Công Lết làm cốc bia. Hiếu Nguyễn à, ở chợ Công Cô Lết à? Ô thế anh em mình gần nhau nhỉ? Anh đang ở chỗ Talatona đây. Ô thế em đang ở Công Cô Lết à? Anh cứ tưởng em ở Việt Nam. Thế là hóa ra gần nhau ở Công Cô Lết. Các bạn ơi, à, ông Hiếu, ông ơi gì? Ông gì đây? Hiệu 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 mobile này, hiệu mobile này là đang ở chợ chợ Công Cô Lết, là cách chỗ mình đang nằm đây khoảng tầm mười mấy cây thôi, gần sân bay luôn. À, Hiếu Hiếu Nguyễn, cửa hàng điện thoại Minh Khang. Thế là của hình như cùng của nhà Thao Thao Ổn à. Hello béo vật vã nhá. Bạn béo vật vã, bạn cho mình xin mấy cân thịt chứ được không? Béo quá. Thế là đúng à? Thao ỏn này, anh chơi với Thao ỏn từ ngày xưa, từ năm 2000 cuối 12. Cuối 2012. Người bạn Dũng là còn biết xem tướng cơ à? Lại còn nhìn được cả ấn đường cơ à? Bạn thử soi, bạn thử nhìn hộ mình phát xem là năm nay mấy tháng năm có lấy thêm vợ nữa rồi. Đúng, đúng rồi, lần đấy nó lại đang dịch Covid, bắt đầu dịch à, lúc đấy nó đang dịch. Thế là Quang Linh với Liên Đồ đang đang nướng gà ở trên chỗ cái hiên, cái nhà nhỏ nhỏ đấy. Còn mình hôm đấy thì đợt đấy là mình vẫn đang làm công trình, nhận công trình đi làm ở trong đấy. Hôm đấy là vô tình đi ra chợ, thế là gặp anh em ông Linh thì ông tưởng là Trung Quốc, mình nhìn thấy Quang Linh mà bắt đầu. Thế là anh em gặp nhau. Anh có bộ chân mày thì được thêm vài vợ nữa. Này 3m74 ấy, cứ liệu cái thần hồn.